Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu này như sau. Bên Nhật Bản sắp sửa sẽ xảy ra một trận động đất lớn ở đây. Tuy nhiên, mình sẽ giải câu này bằng phương pháp này để dễ hình dung hơn. Khi chúng ta biết động đất bên sóng âm á, thì nó sẽ là 7 km trên giây. Nhưng mà ở vị trí mặt đất nó sẽ đến là 4 km trên giây. Có nghĩa là sao? Khi xảy ra một trận động đất á, thì cái sóng âm sẽ đi nhanh hơn là cái vị trí ở trên đất. Cho nên trong trường hợp này, chúng ta sẽ lập công thức như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ ghi 7x là số thời gian mà con chó có thể nghe được. Sau đó chúng ta có thêm 4, đó chính là vận tốc của 4 km trên giây. Tuy nhiên, nó sẽ đến cái khu vực của mình sau 30 giây. Thì chúng ta sẽ có như thế này. Như vậy, chúng ta sẽ đi tìm giá trị x là số giây sao cho đến con chó là khoảng bao nhiêu thời gian. Cho nên chúng ta sẽ lấy 7x bằng 4 nhân cho x cộng cho 120. Sau đó chúng ta lại đẩy 4x sang bên đây, chúng ta sẽ có 3x bằng 120 chia 2 với cho số 3. Thì chúng ta sẽ có 40 giây. Có nghĩa là sao? Sau 40 giây thì con chó sẽ nghe được tiếng động đất. Sau đó 70 giây chúng ta mới cảm nhận được rung lắc từ cái khu vực động đất. Như vậy, chúng ta sẽ lấy số 7 nhân cho 40 là khoảng cách từ vị trí tâm cho đến sau 40 giây là con chó nghe được ở vị trí này là cái màu đỏ trên đất liền á. Thì khi đó chúng ta sẽ có là 280 km. Sau 30 giây thì cái đường màu này nè, nó sẽ chạm đến đường màu đỏ là cái con chó này. Như vậy, đáp án của câu này chính là câu B. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.